quán của người ta. Em gửi chị menu quán của em ạ. Cho chị một cút lẩu, cả đĩa đậu lươn vào nha. Ok chị. Quán của tôi. Em gửi chị menu quán của em ạ. Cho chị một cút lẩu với cả một đĩa đậu lươn vào nhé. Ok chị. Cút lẩu đậu lươn mỗi thứ một đĩa. Em ơi, đồ của chị khó chưa? Cút lọt đậu lươn. Okay. Chị đợi một. Còn gì nữa đâu mà khóc với.